新しい熱源。湯けむりフォーラム。Xin chào các bạn, tôi là tỉnh trưởng tỉnh Guma, tên là Yamamoto Ichita. Hôm nay tôi đã có một buổi điện đàm trực tuyến với Ngài Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam. Đây là một cái hoạt tổ chức đặc biệt của diễn đàn hơi làng hơi nóng Yukemori của Guma. Tôi khi nhiệm chức tỉnh trưởng và trong chuyến công du nước ngoài lần đầu tiên, tôi đã có cơ hội diện kiến Ngài Phó Thủ tướng. Ngài Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng kiêm nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao, cho nên là người có rất là nhiều kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực ngoại giao. Hôm nay tôi xin thảo luận nhiều vấn đề mới với chủ đề tương lai đi cùng COVID-19. Hôm nay xin cảm ơn Ngài Phó Thủ tướng đã dành thời gian cho buổi trực tuyến nói chuyện trực tuyến ngày hôm nay, mặc dù rất bận rộn vì mới kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN. Tỉnh Guma có số người Việt Nam sinh sống so với số dân trong toàn tỉnh với tỷ lệ cao nhất trong toàn nước Nhật. Cứ khoảng 200 người Nhật thì có một người Việt Nam và hoạt động rất là nhiều trên nhiều lĩnh vực ạ. Tôi ngay sau khi nhiệm chức tỉnh trưởng vào tháng 11 năm 2019, tôi đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi công tác công du đầu tiên từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11 năm đó. Tôi đã được hội kiến đầu tiên là Ngài Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, thứ hai là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Hai bên đã có những cuộc trao đổi với nhau nhiều ý kiến. Lúc đó tôi đã được tiếp đãi rất nồng hậu. Một lần nữa xin cảm ơn Ngài Phó Thủ tướng. Hơn nữa tôi cũng có nghe là sắp tháng 12 sắp tới dự định sẽ có một buổi công diễn trực tuyến giao lưu giữa đoàn nhạc giao hưởng của Việt Nam và của tỉnh Guma. Nhưng mà rất tiếc là vì dịch Covid nên không thể đi đến Việt Nam để công diễn trực tiếp. Cho nên là nhân đây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn vì công tác chuẩn bị cho khâu chuẩn bị cho được buổi công diễn này. Konnichiwa. Tôi rất là vui mừng có dịp được trao đổi ý kiến với Ngài Thống đốc Ichita, người bạn của nhân dân Việt Nam. Và tôi thì vẫn lưu giữ được ấn tượng sâu sắc cái cuộc trao đổi với Ngài cách đây một năm. Cũng như là năm 2018 thì tôi cũng có dịp được sang thăm Nhật cùng với cố chủ tịch nước của chúng tôi sang thăm tỉnh Guna. Và tôi cũng có dịp đã đến thăm tỉnh. Tôi rất lưu giữ những cái ấn tượng sâu sắc về các chuyến thăm này. Thời gian qua thì cái dịch COVID-19 thì đang tiếp diễn, cũng hết sức phức tạp. Tuy nhiên thì cái quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn phát triển tốt đẹp. Nhất là có chuyện chúng tôi đã đón Thủ tướng Suga sang thăm Việt Nam. Và chúng tôi đánh giá rất cao là Thủ tướng Suga đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm. Điều đó thì thể hiện là cái quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi cũng rất là quan tâm việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung và với tỉnh Guna nói riêng. Như Ngài nói là cái số lượng người Việt Nam sinh sống tại tỉnh Guna là lớn nhất ở Nhật Bản. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao là Ngài Thống đốc đã tích cực thúc đẩy cái giao lưu giữa với Việt Nam, trong đó có buổi biểu diễn trực tuyến của dàn nhạc giao hưởng Guma và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam vào tháng 12 năm 2020. Và có lẽ đây cũng là cái sự kiện mà trong lịch sử có giao lưu trực tuyến bằng âm nhạc giữa hai nước. Nhân dịp này thì tôi xin cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Guma và cá nhân Ngài Thống đốc đã quan tâm hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh ứng phó với những khó khăn của dịch COVID-19 gây ra. Và chúng tôi đánh giá rất cao những biện pháp như là lập tổng đài tư vấn về COVID bằng tiếng Việt hoặc là có chế độ hỗ trợ đối với người Việt Nam nhiễm COVID tại tỉnh. Và chính phủ Việt Nam thì cũng đã tổ chức hàng chục chuyến bay hỗ trợ để đưa công dân Việt Nam về nước và sẽ tiếp tục hỗ trợ những nhu cầu cơ bản của công dân Việt Nam. Đồng thời cũng tuyên truyền để công dân Việt Nam ổn định cuộc sống và tuân thủ luật pháp ở Nhật Bản. Và chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền của tỉnh Guma
đối với người Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh. Xin cảm ơn. Tôi rất cảm ơn những lời bày tỏ chân tình của Ngài Phó Thủ tướng. Thì giống như là Ngài Thủ tướng cũng mới vừa trình bày, thì tỉnh Gunma coi tất cả những người nước ngoài sinh sống làm việc tại Gunma là bạn, cũng như trong đó có cộng đồng người Việt Nam, thì luôn luôn sẽ hỗ trợ hết sức mình để cho cộng đồng người Việt Nam làm việc tốt. Thì tỉnh Gunma cũng đã đưa ra phương châm hành động, đó là mô hình Gunma để người nước ngoài có thể phát huy hết khả năng làm việc của mình. Tại cơ quan tỉnh lần đầu tiên triển khai thiết lập một quy định nhằm thúc đẩy cùng sống, cùng sáng tạo đa văn hóa. Đồng thời chúng tôi cũng tiếp tục hướng đến một xã hội luôn đồng hành cùng người Việt. Tôi có một đề nghị đối với Ngài Phó Thủ tướng ạ. Thì tôi nghĩ là cần phải có sự nỗ lực song phương của bên phái cử lao động và bên tiếp nhận lao động để cho các bạn người Việt Nam, người nước ngoài và đầu tiên là các bạn Việt Nam có thể an tâm làm việc tại Nhật. Tại tỉnh thì cùng sự kết hợp giữa người Nhật và người Việt thì dự định thiết lập một chế độ mới, đó là gọi là chứng nhận cho những nỗ lực của các công ty có sáng tạo ra những giá trị mới. Mở rộng có hoạt động này thành mô hình mẫu, chỉnh đốn lại môi trường làm việc của các người nước ngoài để họ có thể an tâm làm việc. Và chúng tôi mong muốn phía Việt Nam sẽ nỗ lực tạo lập một cơ chế hỗ trợ vững chắc cho các công ty phái cử ở bên đầu Việt Nam. Và hơn nữa, tôi mong là có thể tổ chức một cuộc họp định kỳ thường xuyên để hai bên cùng có thể cùng xác nhận với nhau các hoạt động mà đang thực hiện cùng với nhau. Thì Ngài Phó Thủ tướng thấy thế nào về đề nghị này ạ? Thưa Ngài Thống đốc, thì tôi đánh giá rất cao những cái đề xuất cụ thể của Ngài trong việc thúc đẩy cái hợp tác giữa hai bên và đặc biệt là hợp tác trong vấn đề phái cử. Vì chúng tôi coi cái việc mà phía Nhật Bản mà tiếp nhận phái cử và thực tập sinh sang lao động sang thực tập và lao động tại tỉnh là một cái biện pháp hết sức là cần thiết để hỗ trợ cho việc đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Và cái việc cử phái cử này thì cũng là đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gunma. Tôi hoan nghênh cái đề xuất của Ngài về việc làm sao tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này, đặc biệt là tạo cái môi trường thuận lợi cho thực tập sinh Việt Nam, và cũng như cái đề xuất của Ngài là họp định kỳ hàng tháng về vấn đề này, thì tôi sẽ đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo trao đổi cụ thể với tỉnh Gunma để có thể triển khai cái hợp tác này. Và tôi xin rất là lấy lòng biết ơn đối với Ngài Phó Thủ tướng đã có những lời nói trình bày rất chân thành. Vì như Ngài Phó Thủ tướng cũng đã biết, thì vì vấn đề dịch Covid-19 nên môi trường đào tạo và giáo dục lớp người trẻ đang gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin rằng điều quan trọng là phải bồi dưỡng lớp người trẻ gánh vác tương lai cho đất nước ngay chính trong hoàn cảnh khó khăn này. Và tại đây tôi xin có một lời đề nghị thứ hai ạ. Thì tôi có đề nghị là thứ hai, đó là từ nay về sau chúng tôi muốn giao lưu nhiều hơn nữa với các trường đại học ưu tú của Việt Nam bằng với nhiều hình thức. Trong tỉnh Gunma có trường đại học nữ công lập Gunma, thuộc một trong bốn trường đại học nữ công lập duy nhất tại nước Nhật, là trường đại học rất xuất sắc. Trong trường có khoa truyền thông quốc tế, hiện cũng đang tích cực giao lưu với các trường đại học nước ngoài. Ví dụ như hai bên sẽ ký kết văn bản quan hệ đối tác, bao gồm việc hợp tác du học trao đổi giữa trường đại học nữ công lập Gunma với trường đại học quốc gia Hà Nội hay là trường đại học ngoại thương Hà Nội. Thì Ngài Phó Thủ tướng thấy như thế nào? Ví dụ như đích thân tôi sẽ chủ trì cái buổi giảng trực tuyến đặc biệt này với bên phía Việt Nam. Thì Ngài Thủ tướng thấy thế nào ạ? Hoặc là ngược lại thì những các bạn nữ ở trường nữ công lập này sẽ được có buổi nói chuyện trực tiếp với lại Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trực tiếp qua như thế thì chắc là mọi người rất là vui. Thì Ngài thấy thế nào ạ? Thưa Ngài Thống đốc, thì tôi rất là hoan nghênh những ý tưởng của Ngài về việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và nhất là hợp tác trao đổi giữa trường đại học nữ sinh của tỉnh Gunma với các trường đại học của Việt Nam. Tôi cũng sẽ chuyển cái đề nghị của Ngài đến các cái trường đại học này. Tuy nhiên thì tôi đề xuất với Ngài luôn là có thể tổ chức được luôn, nếu như là trường đại học nữ sinh tỉnh Gunma này trước tiên là trao đổi với học sinh của trường đại học ngoại giao, học viện ngoại giao trước.
Vì Học viện Ngoại giao là nằm trong thẩm quyền của Bộ Ngoại giao thì có thể tổ chức được. Và tôi thì cũng sẵn sàng là nếu mà thuận tiện thì cũng sẵn sàng là có buổi mà trao đổi với lại trường đại học nữ sinh của Guna. Và tôi cũng rất là xin hoan nghênh ý tưởng của ngài nếu như ngài có buổi giảng với lại trường của Việt Nam, ví dụ như là với Học viện Ngoại giao của Việt Nam. Nhân đây thì để trao đổi cái quan hệ giữa tỉnh Guma với Việt Nam thì tôi cũng xin có một đề xuất như thế này, là chúng tôi rất là mong muốn tiếp tục thúc đẩy cho các doanh nghiệp của tỉnh Guma tăng cường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam thì cũng đã thành lập cái tổ công tác đặc biệt về vấn đề thúc đẩy đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư của Nhật vào Việt Nam mà do tôi làm tổ trưởng. Thì tôi cũng rất là mong muốn tỉnh Guma, các doanh nghiệp của tỉnh Guma có mối quan tâm sang đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Và đối với Nhật Bản thì chúng tôi cũng đã quyết định là có mở lại đường bay thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản, giữa Hà Nội và Tokyo cũng như thành phố Hồ Chí Minh và Tokyo. Và sẽ có các cái biện pháp để mà thúc đẩy và đặc biệt là ưu tiên cho các cái doanh nghiệp mà muốn sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện để mà cho các doanh nghiệp này vào Việt Nam trong cái bối cảnh là dịch Covid thì vẫn đang diễn ra. Thì từ phía ngài Phó Thủ tướng cũng có những cái đề nghị rất là hữu ích, thì tôi cũng rất là cảm ơn chân thành. Thì việc hợp tác giữa trường đại học nữ sinh của Guma với lại trường đại học ngoại giao và Học viện Ngoại giao của Việt Nam thì vấn đề này tôi cũng sẽ bàn thảo và đi đến thực hiện. Thì kể cả những công ty Nhật cũng như là những công ty hiện của tỉnh Guma cũng cảm nhận được là thị trường Việt Nam là thị trường rất hấp dẫn. Thì về phía bên tỉnh cũng nghĩ là thị trường Việt Nam cũng hấp dẫn và hai bên chính phủ cũng nên hợp tác trên nhiều khía cạnh để cho vấn đề đầu tư sẽ được tiến triển thuận lợi. Có một cuối cùng thì tôi có một điểm là muốn trình bày, xin ngài nghe cho ạ. Ngoài ra thì tôi có vấn đề cuối cùng mà xin muốn trình bày, đó là về vấn đề dịch COVID-19 hiện nay cũng là dịch bệnh đang lan rộng ở trong một phần cộng đồng của người nước ngoài tại tỉnh. Cho nên là tôi nghĩ việc thực hiện một kiểu sống mới cùng với người nước ngoài hiện đang sống tại tỉnh là cần thiết trong đối sách phòng chống lây lan dịch bệnh. Tôi nghĩ là sẽ cùng liên kết sẽ với Đại sứ quán Việt Nam khi cần thiết. Nếu mà lúc đó thì cũng mong ngài Phó Thủ tướng hỗ trợ thêm. Tôi được biết được rằng là chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc Việt Nam sắp sửa khai mạc, thì thành thật cảm ơn ngài Phó Thủ tướng đã dành thời gian quý báu cho buổi đàm thoại trực tuyến ngày hôm nay, và lần tới tôi hy vọng là sẽ được diễn kiến gặp mặt thực tế với ngài Phó Thủ tướng ạ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ngài Thống đốc. Tôi cũng đồng ý là tất cả những vấn đề gì có liên quan đến sự hợp tác hoặc công việc hoặc là liên quan đến người Việt Nam thì Sứ quán Việt Nam tại Tokyo sẵn sàng là hợp tác cùng với lại chính quyền của tỉnh Guma. Chúng ta hôm nay có buổi trao đổi điện đàm rất là hữu ích. Tôi cũng xin chúc ngài sức khỏe và cũng mong là sẽ được đón ngài tại sang thăm Việt Nam. Xin cảm ơn. Well, thank you so much, Your Excellency Minister Min, for putting aside your precious time for us today. And I'm very much looking forward to seeing you in Vietnam or in Japan in the near future. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. I would like to see you in Vietnam also. Thank you, sir. Thank you.